loại dây đó. Dế. Rồi con loại xé đó. Dế. Xé. Con loại xé. Rồi cái miếng ảo, con loại ảo. Ấm. Ấm. Con loại ảo ấm. Rồi con loại thay tà đó. Thay tà. Đúng rồi. Rồi con loại cái gì là gì? Dây. Dây. Vincent hai mọi người. Hai. Giơ tay lên hai. Được con mi rõ. Vincent mi rõ mọi người. Mi rõ đang sách. Sao không mi rõ hả? Oh my god. Oh my god. Sáng lén mà không xin được. Sáng cắt luôn. Vincent ô giáo đi. So scary, Vincent. Trời ơi, lại sai kiểu gì vậy? Oh my god. Ghê quá, Vincent ơi. Họ lại xe ghê, Vincent ơi. Bên này em bé đi xe là phải có car seat. Nếu không có car seat, người ta không chở em bé đâu. Mà hồi xưa Vincent có car seat nhỏ, tại vì là nhỏ. Bây giờ Vincent trên tuổi nên phải đổi car seat cho Vincent để ngồi cho thoải mái. Rồi về một lần ông bà ngoài, ông bà nội gọi nói vì đang mất trói Vincent lại đấy. Có phải trói không? Lớn tuổi à? Thôi. Chắc họ lớn tuổi, họ cũng thấy đương á. Họ đi vì cái chỗ mà thấy bị điểm mù á. Đi xe em sợ chị nhé. Đi xe là em sợ gặp mấy người già. Đừng chửi mà chửi cũng được. Và mấy người già họ lại họ cũng ít để ý. Bởi vì bên này mấy chục tuổi là họ bắt cho thi lấy xe lại nhé. Thế như sao bảy chục tuổi à? Là họ bắt phải đi lấy xe lại. Tại vì họ lớn tuổi rồi, già rồi. Bắt đi lấy xe lại. Thế ở Việt Nam đâu có car seat như đâu. Suri đi xe từ Huế ra Quảng Trị cũng ngồi trên chân mẹ với ngồi sáu đó. Bởi vì một lần mà ở Việt Nam mà chở em bé, một lần mình đi xe mà lỡ máy mà accident mà nguy hiểm bên này. Còn bên đây nữa có car seat mà có lỡ máy mà có accident đi chăng nữa thì trọi lại hết rồi, không được gì hết, ngồi là thôi. Cái ghế quán nó cũng rất là an toàn. Vincent hai mọi người lại đi. Vincent Vincent ngỡ đó. Vincent ngỡ đó. Bây giờ đưa Vincent xuống cho chỗ gửi. Mình ở Riverside South, đi gửi ở số phố Tao, xong lại về Bay Shore, lại một vòng bó tàu hỏa, xong rồi lại về lại đi đón xong lại về lại. Dầu đi toàn gặp mình cứ lại xe mắc cười. À một đứa mình vậy sao? Nằm trong điểm mù đó, không để ý cái hướng á. Chắc nên đi coi hồ Việt Minh sao. Xin nè, xin
xinh kìa mà. Ê trời ơi, tuyệt bay vô đúng dây đó. Đấy, tại chỗ người cha của Vincent thôi. Bây giờ đang Vincent vào, anh đang đi làm. Sữa ta. Đây là đồ ăn của Vincent. Bún. Logo. Xin mời uống sữa lúc sáng ấy cô. Giỏi ê, bái xem nha. Chạy đây, bái cô. Đi làm thôi. Trên đường về đi đón con trai. Từ Bến Tre với Vũng Tàu tầm 10 phút. Cùng nhận tại vì một đường highway. Ngay đôi kẹo.
Một lần đi về là đòi kiểu thổi đi. Má má này. Okay, bye bye. Mình xin bye. Mình xin bye ba. Mình xin mi dở. Bye. Mình xin mi dở ba bên đấy. Bye cô. Ô đây bọc đã to luôn rồi này. Tại đã to màu xi măng nãy giờ miếng nãy. Ô sao vậy con? Ok đi. Chắc của tên đi làm bọc xong. Đây là căn nhà của nhà mình. Đây con. Con đang bọc được một phần nữa. Anh nhìn mới hôm qua chưa thấy bọc, chưa thấy làm gì hết. Bây giờ hôm đi bọc xong. Ô, cái nhà bên đi bọc xong rồi nè. Hôm bữa nhà bên đi cũng chưa thấy bọc gì hết mà nhà bên đây cũng bọc luôn rồi. Bọc bên trước rồi, nhà bên đi đã nhỏ hết. Nhà mình có đã to đẹp hơn. Bên kia cũng nhà của anh Đạt người Huế. Cũng giống mô đồ của nhà mình nhưng mà nhà bên này upgrade nhiều hơn. Nó cao hơn. Nhà mình mượn tiền upgrade mà tại vì too expensive. No money. Ok, that's fine. Đây bữa có tiền mua căn to hơn được. Có tiền mua căn to hơn đây nè.
chỗ người ta đang build nhà trong khu của nhà mình. Tầm tháng rưỡi nữa là nhà mình sẽ được mua đến đây ở. Đó. Bên này em chạy tới chỗ mua đồ gốm á, để xem mấy cái mua đồ bên ngoài đi. Thì xem cho mọi người xem đấy. Rồi bây giờ mình sẽ đi view đồ bên trong để mình xem có cái nào ok thì mình mua đồ nội thất bên trong luôn. Cho mình fix to the house. Better hơn là mình nhìn xong mình thể hiện chứng mô nữa em. Em no idea thì sao. Nhưng mà gạch ở đó gạch nhỏ không? Em nghĩ cái đó là nhà mình là elevator C. Con cái này là elevator D. Nhưng mà hẳn là breaking glass. Em nghĩ hẳn là D. Nhưng mà hẳn là breaking glass. Ê nè, thích không? Thích không? Thích không? Thích không? Thích không? Khi mô mày thích. Xong rồi mà. Chẳng quá là đời gói tiền rate của hắn bao nhiêu thôi. Đây có mấy căn nữa nè. Mấy căn ở đây bự lắm. Ủa ở đây toàn khu nhà mới. Người ta build rất là đẹp. Cái này là công ty Rick Craft and then Clary. Clary. Nhà mình của công ty Rick Craft. Nói chung mua được cái nhà này cũng duyên. Cái này là nhà build mới. Nhà mình đợi 14 tháng anh ha. Hả? À mình mua hồi tháng 2. Bắt đầu mình mua hồi tháng 3. Tháng 3. Không, ý là mình từ lúc mình kỹ á. Tháng 3 thì tháng 4 lấy 12-13 tháng. Mấy tháng, ý là từ lúc mình kỹ. Ý là thường thường á, mua nhà new build á là đợi tầm 2 năm. Nhưng mà vừa rồi nhà mình mua là đợi 1 năm. Đó. Nhà mình mua mình đợi 5 chứ nhá. Nhà hôm bữa người ta làm email là không có delay nên là mùng 6 tháng 4 mình sẽ lấy nhà. Ở đây tuyết nhiều quá nên chạy là cứ bị rúng. Ở đây có rất nhiều căn đẹp. Cái này là dãy thao hào của người cũng đẹp lắm. Thao hào ở đây rất là chất lượng nha. Căn nào căn này là như giá single luôn á. Thao hào có double garage này. Đó. Thao hào ở đây chất lượng đấy. Thao hào ở đây như nhà giá của single house luôn. Nhiều cái còn đắt hơn single house nữa anh ạ. Đây là model home. Đấy. Nếu hứng thú thì bây giờ mình sẽ đi view một dãy model home. Mình vừa xem vừa view cho mọi người. Và để chọn lọc mình những cái nội thất đẹp. Căn giống nhà mình đâu. Hả? Pass này á. Cái này là thảo hào. Thảo đẹp lắm. Từ nhà này đến nhà mình đang thuê 5 phút. Từ nhà này đến nhà cầu niêm cũng 5 phút chứ mẹ anh hả. Đến nhà của bác 10 phút. Rất là gần.